À, xin chào các bạn, nhất là những bạn nào mà có quan tâm đến cái việc mà kiếm tiền trên sàn thương mại Robby nhá. Thì rất nhiều người lo ngại rằng Robby họ lừa đảo. Thì đối với cá nhân mình ấy, mình là một cái người tham gia chưa lâu, mới được vài tháng thôi. Mình xin khẳng định một điều là Robby họ không có lừa đảo chúng ta nhá. Bởi vì không có một cái kẻ lừa đảo nào mà nó trả cho chúng ta cái số tiền nhiều hơn là số tiền chúng ta đóng vào. Thì chúng ta biết bây giờ tiền ký quỹ chúng ta đóng vào là cả nên làm đại lý luôn nhá, không phải là cộng tác viên nữa. Nên làm đại lý luôn thì mới là 1.599.000 ấy, cho là 1.6 đúng không? Thế mà thu nhập những cái tháng đầu tiên của mình đây nó đều là vượt qua hết cả nha. Tháng đầu tiên là mình kiếm được 3.517.000, tháng sau là hơn 4 triệu rồi nhé. Mình là một người bình thường nhá. Mình xin nhắc lại là mình đấy là bán hàng bình thường, thậm chí các cái mối quan hệ của mình ấy thì mình gần như không khai thác được đâu. Mình bán hàng bằng cái kỹ năng bán hàng thuần túy thôi, chỉ quảng cáo Facebook với lại YouTube là chính thôi, chứ còn mình còn không bán trên những cái sàn khác như là các sàn thương mại, không nói gì cả mà ngay cả TikTok mình không có bán nha. Đó, đây là những số tiền mình thực lĩnh này. Thế có những cái thì nó sẽ không chuẩn chỉ như là chúng ta nghe những người này người kia họ quảng cáo hoặc quảng bá. Thế nhưng có những cái ấy, thì mình xin cam kết là thật. Có những người họ đã kiếm được mấy chục triệu một tháng, thậm chí là hàng trăm triệu một tháng, thì cái chuyện đó là chuyện hoàn toàn có thực. Thế nhưng mà chúng ta ấy, tin vào một điều gì là nó có khả năng kiếm ra tiền bằng cách bán hàng, đó là cái đơn giản nhất, và mình đã bán hàng đã kiếm được tiền thực sự là như vậy. Đó chính là cái điều mình muốn cam kết một cách chắc chắn là chúng ta có thể bán hàng và kiếm tiền Tropy với hai bàn tay trắng và một cái kỹ năng bình thường thôi nha.